Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh của Uyên Cô Gái Hà Lan. Hôm nay Uyên làm video review về cái mũi chích ngừa corona thứ hai và Uyên chích Pfizer ha cả nhà. Hôm qua Uyên đi chích mũi thứ hai và trước khi Uyên đi chích thì là Uyên uống 2 viên paracetamol. Tại vì Uyên rút kinh nghiệm từ cái đợt chích đầu tiên, đó là do Uyên không uống thuốc trước ở nhà. Cho nên sau đó khi mà Uyên chích xong á, là cái cánh tay nó rất là nặng và nó khiến Uyên đau mất hết 2 ngày. Cộng thêm là mình bị mất ngủ hết 2 đêm, nó khiến cho con người mình nó rất là bị đừ và bị mệt. Thì đợt này trước khi đi chích, Uyên đã uống trước 2 viên paracetamol. Thì sau khi chích, cái tay nó cũng bị nặng giống như lần trước, nhưng mà không có đến nỗi. Và cứ càng về tối thì cái tay nó lại càng nặng hơn và nó đau nhức hơn. Thì trước khi đi ngủ, Uyên uống thêm 2 viên paracetamol nữa. Nhờ uống paracetamol mà Uyên đi ngủ rất là ngon, Uyên ngủ thẳng giấc luôn chứ không có bị mất ngủ giống như là đợt chích lần đầu. Tại vì cơ thể mỗi người nó sẽ phản ứng với cái thuốc khác nhau, thì cái cơ thể của Uyên nó phản ứng hơi bị mạnh. Do đó khi mà Uyên chích xong là có cái phản ứng phụ nào là Uyên sẽ cảm nhận được hết. Và cái mà Uyên thấy khác biệt rõ nhất trong cái mũi thứ hai này, đó là cái tác dụng phụ của nó nặng hơn là cái mũi một. Đối với bản thân Uyên thôi nha. Thì sau khi Uyên chích mũi một thì Uyên chỉ bị nặng tay. Nhưng mà khi Uyên chích mũi hai xong thì là Uyên ngủ dậy sáng nay, nó giống như là bị cảm á, cả nhà, bị cảm cúm. Uyên bị đau khắp người luôn. Ngoài cái việc mà đau cái tay thôi thì nó còn hơi hâm hấp trong người và nó cũng còn bị giống như là bị cúm. Cho nên là các bạn thấy cái mặt của Uyên hơi bị đuối là như vậy. Mặc dù rất là mệt trong người nhưng mà Uyên vẫn phải làm những cái công việc nhà. Tại vì nhà chỉ có hai vợ chồng thôi. Mình thì vẫn phải dọn dẹp nhà cửa, chồng mình đi làm và cũng phải đi siêu thị mua đồ nấu ăn giống như thường ngày. Công ty của Uyên á, là hôm qua có gọi cho Uyên, kêu Uyên hôm nay đi làm tại vì là công ty thiếu người, do có một đồng nghiệp xin nghỉ bệnh. Nhưng mà Uyên cũng nói luôn đó là do Uyên vừa mới chích ngừa xong, có nhiều tác dụng phụ và Uyên cảm thấy không khỏe trong người cho nên là Uyên không thể nào đi làm được. Tại vì thật ra đây là ngày nghỉ của Uyên ha các bạn, chứ không phải là ngày đi làm của mình không có lịch làm ngày hôm nay. Nhưng mà nếu như công ty mà thiếu người thì công ty vẫn gọi mình đi làm. Từ khi mà qua bên Hà Lan á, thì là Uyên học cách tự chăm sóc bản thân mình lúc bị bệnh. Thật ra là lúc đầu mà Uyên qua Hà Lan á, mà bị bệnh không có người chăm sóc là tại vì chồng Uyên vẫn phải đi làm, chứ không có xin nghỉ ở nhà chăm cho mình được. Những cái bệnh như là cảm cúm này nọ thì thật ra đối với người Hà Lan là bệnh xoàng, chứ không có cái gì mà nguy hiểm hết. Do đó khi mà mình ở nhà thì là công ty không có cho. Mà thứ hai nữa là ở nhà để mà chăm cho vợ là không có được. Bản thân chồng Uyên mà bị bệnh, chồng Uyên cũng còn cố ráng mà đi làm. Nên lúc đầu mà Uyên qua Hà Lan thì mình cũng hơi tủi thân khi mà bị bệnh, không có người chăm, không có ai nấu cháo. Chồng Uyên cũng không biết nấu cháo luôn á. Thì Uyên bây giờ tự chăm sóc bản thân mình, nếu như mà mình cảm thấy không khỏe thì mình cũng phải tự đi chợ mua một ít thịt về và nấu một cái nồi cháo mà để ăn vài ngày. Nấu ra một cái tô cháo như vậy rồi mình sẽ ăn để mà mình uống thuốc. Không có ai chăm cho mình thì mình phải chăm cho mình thôi. Thì sau khi mà Uyên ăn cháo xong và uống thuốc xong á, thì Uyên thấy cái cơ thể mình nó khỏe lại như bình thường. Nó không còn đờ như là ban sáng nữa cả nhà. Cho nên mà cả nhà mà có đi chích mà về tác dụng phụ giống như Uyên á, đau người, cảm cúm á, thì cũng ráng là ăn cái miếng gì đó vô và mình uống thuốc để cho nó lại người ha, nghỉ ngơi nữa. Nhất là sau khi mình chích xong á, thì mình nên nghỉ một ngày hôm sau chứ đừng có đi làm luôn. Uyên chọn cái ngày chích á, là cũng là trùng vào cái ngày mà Uyên được nghỉ và cái ngày hôm sau Uyên cũng được nghỉ chứ không đi làm.
Cảm ơn cả nhà đã xem video của Uyên và xin chào tạm biệt cả nhà.